Em cảm ơn tập thể mấy bác sĩ khoa sản ở bệnh viện Tâm trí Nha Trang. Em rất hài lòng và biết ơn bác sĩ ở bệnh viện đã tận tâm chăm sóc. Em chúc các y bác sĩ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam thật nhiều vui vẻ sức khỏe. Hiện tại thì mình thấy dịch vụ tâm lý rất là tốt, các bác y bác sĩ rất là chu đáo, tận tình, vui vẻ. Con chúc bác sĩ nhiều sức khỏe, chăm sóc con, chăm sóc mấy bạn. Thời gian qua thì điều trị ở đây thì tôi thấy đội ngũ y bác sĩ ở đây là phục vụ rất là nhiệt tình và tôi rất an tâm với việc điều trị ở đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn toàn thể y bác sĩ ở đây và đặc biệt là khoa vật lý trị liệu hội chức năng. Ngày thầy thuốc của Việt Nam, cho tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Tâm trí lời chúc trọn vẹn và ý nghĩa. Nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bộ phận nhân viên y tế bệnh viện Tâm trí Nha Trang và tôi cũng muốn chúc sức khỏe và tốt đẹp nhất đến các đội ngũ nhân viên y tế địa Nha Trang. Tôi xin cảm ơn. Mong nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi muốn gửi đến bệnh viện khoa ngoại của Tâm trí, gửi đến các y bác sĩ lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thành công để giúp cho bệnh nhân được tốt đẹp. Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam. Tôi là bệnh nhân trong khoa nội thì các bác sĩ ở đây cũng tận tình giúp đỡ cho tôi. Hôm nay tôi ra viện thì tôi cũng chúc cho các bác sĩ ở đây và nhân viên ở đây được thành đạt và các bệnh viện ở đây mau ra viện. Hôm nay là ngày thầy thuốc ở Việt Nam cho nên tôi chúc tất cả đội ngũ bác sĩ, y sĩ, y tá, điều dưỡng đều thành đạt và sức khỏe dồi dào.